một trải nghiệm khá là đáng tiếc của mình. Mình thấy có khá nhiều bạn chơi cái trò xếp hình gỗ này nên mình cũng đặt về trải nghiệm thử xem sao. Nhìn thiết kế bên ngoài của bộ xếp hình thì không có điểm nào để chê luôn. Chất liệu được làm bằng gỗ nên mình thấy khá là cứng cáp, và mình đã ngồi gần 4 giờ đồng hồ thì mới gáp xong. Đến bước này thì mình thấy cực kỳ hào hứng luôn. Các chi tiết và màu sắc của tranh mình thấy được làm khá là rõ nét, và mọi chuyện trở nên tồi tệ khi mình đổ cái keo này vào để các mảnh ghép kết chặt lại với nhau. Sau khi keo khô thì hình của mình nó lại bị bong như thế này. Lẽ ra thì mình đã có một bức tranh gỗ decor khá là đẹp rồi, thật sự khá là đáng tiếc luôn.